Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 8 2019. Thưa các vị, là chưa bao giờ mình bị đặt trong cái tình trạng khó khăn như hôm nay. Điều thứ nhất đó là trước khi đến sinh hoạt của các vị thì quý thầy bảo rằng là nay thầy có 10 phút nói chuyện để cho các em bé nhỏ này nó biết Phật pháp. Thế rồi cô kính nghiêm cổ cũng mới vừa lên nhắc cho mình biết rằng là cái cách nói với các em nó khác chứ không phải nói như nói với người lớn. Thưa các vị, là mình rất là bỡ ngỡ chuyện này. Mình quen nói với bà già chứ còn người trẻ dường như mình chưa quen bao giờ. Thế là đặt trong tình trạng này phải nói làm sao cho các em nó đừng buồn ngủ là một việc vô cùng khó khăn nghe. Có thể nói một câu rất là giản dị đó là các em nó nên nằm dài để ngủ trước khi mình nói thì chắc ăn nhất. Tuy nhiên có vài điều thưa các vị rằng là trốn cũng không được. Do vậy cho nên đành kiếm cái chuyện. Chuyện thứ nhất, tôi không biết là các vị lớn ở đây và các em có để ý rằng là trên mỗi chiếc xe hơi đó, chúng ta thường có treo, ví dụ như người Tây Phương họ treo một chiếc dài. Và người Phật tử thì treo cái hình Phật hoặc là một cái quyển kinh nhỏ toàn ten ở ngay chỗ cái kính chiếu hậu. Các vị biết để làm gì không? Để làm gì? No. Ví dụ người ta treo hình Đức Phật để làm gì? Treo hình Đức Phật để làm gì? Điều thứ nhất đó là để được may mắn, để được Đức Phật che chở. Và cái trường hợp treo thì nếu là ông Phật thì ông nói sao các vị biết không? Chóng mặt quá, tại vì nó treo xây qua xây về thế này, chóng mặt quá. Tại vì thưa các vị, nếu gọi rằng là bảo vệ người ngồi trên xe thì phải ngồi yên một chỗ nhìn để biết xe nó chạy, đằng này nó treo vậy, xây tròn thế này thì Phật cũng chóng mặt. Thế rồi nếu tượng Phật đó mình để nhìn ra ngoài thì chi gì phát sinh? Ông nhìn ông tránh đường xe, nhưng mà thưa các vị, người chủ lái xe buồn ngủ thì cũng tông một người khác, cho nên cũng rất là bất an, cũng không chắc chắn gì được bảo vệ cả. Thế cho nên đặt Đức Phật ngó vào con đường thì mình cũng không thể tin rằng mình được bảo vệ. Thế rồi mình quay Đức Phật lại ngó mình thì những gì phát sinh? Thưa các vị, Phật ngó mình thì đâu ai ngó con đường, cho nên xe nó đụng mình cũng như không. Thế là các vị hình dung rằng là để một tượng Phật ngó phía trước không xong, ngó lại mình không xong, treo để cho xây tròn thì không xong, thì các vị làm sao treo Phật bảo vệ cho các vị đây? Đây là câu hỏi không những nó đặt ra cho các em mà nó còn đặt ra cho thế hệ lớn của chúng ta nghe. Thưa các vị, nếu chỉ trông chờ vào Phật bên ngoài giúp ta thì chắc chắn là rất khó, cho nên phải làm cho Phật đang có bên trong các vị bảo vệ các vị thôi. Cái trường hợp này nếu người lớn thì chúng ta trình bày để cho người Phật tử thấm nhuần Phật pháp tu tập rất là dễ. Thế nhưng các em thì nó không biết Phật là gì bên trong nó cả. Thế thì làm sao cho các em biết Phật là gì bên trong tâm thức của ta? Bé này nó nghe được thì nó nô. No. Thưa các vị, cái đầu tiên gợi ra nơi đây nó là Phật chính là lòng yêu thương trong ta. Lòng thương là một phẩm chất rất là tự nhiên nha. Tại vì ta sinh ra từ lòng thương, ta trưởng thành từ lòng thương, ta bệnh hoạn và được lành mạnh cũng từ lòng thương, ta chết đi cũng từ lòng thương của người thân ta. Và điều này thưa các vị, nó là một điều rất là tự nhiên thôi. Do vậy cho nên người ta hay kể về lòng thương của người mẹ. Và chúng ta nhớ rằng là trong khóa tu chúng ta có một cái lễ gọi là lễ bông hồng cài áo. Về cái ý nghĩa sâu xa mình chưa nói, nhưng mà thưa các vị, trong lòng của con người nở một đóa hoa màu hồng, tức là nở được cái lòng yêu thương, thì tự bản thân anh cứu được anh, bản thân anh cứu được bao nhiêu người, không lâm vào nỗi khó khăn. Và từ cái điều này cho nên trong tất cả câu chuyện kể về lòng thương yêu thì người ta kể về lòng thương của người mẹ, đó là một biểu tượng cao quý nhất, đẹp đẽ nhất, đủ đầy nhất,
và nó vượt ngang qua tất cả cái văn hóa của các quốc gia. Và có câu chuyện người Mỹ nó kể rất là thú vị và cũng rất ý nghĩa, đó là một hôm Thượng Đế cho một nàng tiên xuống nhân gian. Thế là nàng tiên nó thưa Ngài, tôi ở thiên cung rất là sung sướng, bây giờ tôi phải xin xuống trần gian. Cái điều lo lắng đầu tiên đó, làm sao tôi có thể nói được ngôn ngữ của con người. Thượng Đế nó yên tâm, có người dạy cho ngươi nói. Thế rồi cái vị tiên bé nhỏ kia là thắc mắc thêm, thưa Ngài, tôi sinh ra là một sinh dân bé bỏng, tôi làm sao trưởng thành được. Thượng Đế nên ngươi yên tâm, có người sẽ cho ngươi sữa uống lớn từng ngày, có người mớm cho ngươi từng miếng ăn. Thế rồi vị thiên thần bé nhỏ kia nó thưa Ngài, giữa trần đời này khi tôi trưởng thành rồi, tôi làm sao làm quen với cái môi trường của xã hội, tôi có thể tiếp xúc văn hóa của loài người, đi vào trường lớp. Thượng Đế nói, ngươi yên tâm, có người dắt tay ngươi đến tận cổng trường, có người đợi ngươi ngoài cổng trường đưa ngươi về. Thiên thần bé nhỏ kia cũng không an tâm, nói là trong cuộc đời đầy bất trắc, có những khi tôi lâm vô sự khó khăn, tôi bị hiếp đáp, bị người ta làm khổ tôi làm sao? Thượng Đế nói, ngươi yên tâm, có người thay cho ngươi khóc nữa, chẳng những bảo vệ ngươi, còn có người nhỏ nước mắt vì ngươi. Và thưa các vị, tất nhiên là những câu hỏi của vị thiên thần bé nhỏ kia rất nhiều. Thế nhưng mà cuối cùng, câu hỏi cuối là xin Thượng Đế cho biết là tôi phải gọi cái người bảo hộ tôi đó tên là gì? Thượng Đế nói, đơn giản lắm, ngươi chỉ gọi người ấy là mẹ là đủ. Đây là câu chuyện, thưa các vị, dường như không phải dành cho em bé đâu nghe, dành cho người lớn thôi. Tuy nhiên là mình không thể kiếm ra câu chuyện nào hay hơn, cho nên mình kể câu chuyện để cho các em nó có thể biết gì về một chút. Khi đóa hồng cài trên vé áo, nó biểu tượng cho là chúng ta còn người mẹ, đó là một người bảo mẫu, đó là người mà những thiên thần bé nhỏ nhờ người đã nuôi dưỡng ta, dắt ta tới trường, cho ta từng giọt sữa, khóc thay cho ta những khổ đau và dìu dẫn ta cho tới lúc ta chấm dứt thọ mạng trên cuộc đời này. Đó là câu chuyện rất ư là dễ thương của người Mỹ. Họ viết về các bậc sinh thành. Nhân ngày Vu Lan, chúng ta dành một chút thời giờ nói về công trình của những bà mẹ nuôi ta lớn. Thực ra thì cho dù bạn là ai, bạn là thánh nhân hoặc là những người thành công lớn nhất trong cuộc đời, bạn không thể chối từ được cái người đưa bạn vào đời. Người đó có thể không tặng cho bạn sự nghiệp chi cả, thế nhưng mà tặng cho bạn một hình hài và tặng cho bạn cả một cuộc sống rồi. Cho nên thưa các vị, bất cứ ai trên cuộc đời này mang hình hài, cái ơn lớn nhất giữa cuộc đời này có khi mình trả không tròn, đó là ơn người đưa mình vào đời nhé. Và khi mình ý thức được điều này, trái tim mình nó nở ra một cái niềm tri ân, cũng gọi là cái đóa hồng đang nở ra trong trái tim anh. Tại vì một con người mà không có niềm tri ân xây dựng nên cái phẩm tính đạo đức ban đầu thì họ sẽ rất bất hạnh với cuộc đời thôi, họ không thể tiến bộ được để làm hạnh phúc cho đời sống họ, họ càng không thể tiến bộ được để có thể đi vào đời sống tu tập, đời sống tâm linh được. Đó là cái bước chuẩn mực nhất, ngàn thánh không phải đi ngang qua con đường này. Do vậy thưa các vị, trong khóa tu này, cái sự sắp xếp của các thầy rất tuyệt vời, đó là ngoài cái cuốn cẩm nang mà các vị đang có, tôi nghĩ trong đây rất là nhiều bài nó tác động vào tâm thức ta, làm cho chúng ta thứ nhất là đi vào sự thực tập, thứ hai là cái thì giờ sinh hoạt cuối của khóa tu thì các thầy có cài vào đây cái buổi lễ bông hồng cài áo vào ngày thứ bảy. Đó là cái nét rất đặc thù của khóa tu dành cho cộng đồng người Việt, cho nên mình nhắc lại trước khi đi vô cái buổi học hôm nay để chia sẻ với các vị về cái sự thực tập căn bản. Đó là những phút giây
Ban đầu mình dành cho mấy em bé đang ngồi ở đây, và mình nghĩ chắc các thầy cô nên dẫn các cháu đi chơi, chứ không thì nó ngồi nó ngủ luôn bây giờ. Cho nó đi chơi. Thích thú đi chưa hay là cũng muốn ngồi đây? Bây giờ ai muốn ngồi lại đưa tay lên cây. Ai muốn ngồi lại? Ai muốn ra ngoài đưa tay lên. Ai muốn ra ngoài chơi đưa tay lên. Xem chừng như là người muốn đi ra ngoài đông quá. Thế thì thôi cho đi ra ngoài hết, không giữ lại làm chi. Xin quý sư cô hướng dẫn các em có những buổi sinh hoạt riêng đi. Không có gì hạnh phúc bằng được đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nghĩ các em nó đi ra thì nó rất là hạnh phúc, nhưng mà người hạnh phúc nhất là tôi. Thoát được cái nạn nói chuyện trước các em bé. Thưa đại chúng, là mình mới vừa tham dự một khóa tu ở Canada của Thầy Pháp Hòa, Thầy tổ chức. Mình vô cùng ngưỡng mộ cái công trình của các thầy trẻ nghe. Các vị có thể hình dung rằng là 1.000 người tham dự khóa tu. Và cái tu viện Tây Thiên nó nằm ở giữa đồng không mông quạnh á. Và đa phần là Phật tử Mỹ qua đông lắm. Phật tử Mỹ dường như là hết 2 phần. Còn lại đó là Phật tử Việt Nam, Phật tử châu Âu, Phật tử châu Úc cùng có mặt. Và mình cũng không biết tại sao là cái năng lực của một vị thầy trẻ có sức hút mạnh như vậy. Và các vị cũng biết rằng là Thầy Pháp Hòa, Thầy được truyền đăng rất là sớm nha. Nếu nhìn theo cái tuổi hạ thì Thầy Pháp Hòa là bậc đàn anh của quý thầy, quý sư cô nơi đây. Và cái công trình là Thầy đổ chúng xuất gia cũng rất là sớm. Và cái điều đáng ngưỡng mộ hơn là thưa các vị rằng là một ngày mà 1.000 người ăn, tức là 3 buổi ăn, 1 ngày là 3.000 suất ăn, mà 10 ngày như vậy là 30.000 buổi ăn cung cấp cho một khóa tu. Các vị hình dung là nấu ăn thôi là đủ chết giấc. Điều thứ hai là mình nhìn thấy cái công trình khóa tu ở đây, thưa các vị là chư tăng ni có một sự tập huấn nhất định. Tức là được sư ông nuôi dưỡng, đào tạo để các thầy cô có thể hướng dẫn một khóa tu yên ổn, đầm thấm, tĩnh tại và có được chất lượng. Bên kia thì không phải như vậy. Tức là chư tăng ni tứ phương họ ráp lại thôi. Việt Nam qua cũng có, các truyền thống đến cũng có. Và ở Canada không phải truyền thống, thiền tập của sư ông cũng đến, và ở Mỹ cũng vậy. Thế nhưng mà khi về rồi thì cái sự đồng tâm hợp lực của các thầy từ nhiều truyền thống á, họ rất là thương mến, kính trọng Thầy Pháp Hòa. Cho nên họ cùng có mặt để hướng dẫn một khóa tu rất là dễ thương. Đây là cái điều mình chia sẻ. Mình rất là phục những thầy trẻ. Họ rất giỏi, họ có đạo hạnh, họ có đức lành bao trùm thế này. 1.000 người quy ngưỡng về một mình Thầy Pháp Hòa thôi. Các vị hình dung rằng là đôi khi mình nhìn lại tổ chức mình hơi tủi thân nha. Nó là như vậy. Người ta không cần là trương bản hiệu gì ghê gớm cả, chỉ tổ chức khóa tu cho Phật tử về tu tập thôi. Và cái sự hưởng ứng nó rất là đông như vậy. Các vị nhìn ra đó là công trình hành đạo của những thầy trẻ giờ rất là đáng nể phục. 1.000. Cái chuyện nấu ăn thôi. Các vị hình dung rằng ra đây mình nấu ăn khoảng chừng 500-700 người trong khóa tu mùa hè. Các thầy cô mình đã rất ư là vất vả và bao nhiêu ngày lắm. Còn ta 10 ngày, mình ngồi mình tính con số là 30.000 buổi ăn trong 10 ngày. Chưa nói là những cái lễ lược lớn đó. Và mình thấy rằng nhà bếp rất ư là an ổn. Mà anh biết là ai là tri khố điều hành đâu mình không biết. Mình chỉ nhìn lướt ngang qua, mình thấy nó hài hòa, đầm thắm,
nó yên bình. Và một ngày ba buổi học, sáng, chiều, tối. Chư Tăng một ngày hai buổi học, sáng và chiều. Và các vị giáo thọ dường như không có nhiều lắm. Thế nhưng mà có món quà tặng cho một cái khóa tu như vậy thì thưa các vị, làm thành cái chất lượng của những người Phật tử họ đến, họ tu tập, họ mang về. Cái điều này mình vô cùng là ngưỡng mộ, càng kinh ngạc hơn. Là sao cái năng lượng ham tu của người cư sĩ Phật tử rất nhiều nơi họ hướng về, họ làm thành một cái công trình rất là kỳ vĩ như vậy. Đó là điều thứ nhất xin chia sẻ để đại chúng thấy rằng là đôi khi cái công trình của mình không có thừa tiếp được cái sức mạnh từ sư ông truyền đạt. Mình tự hào mình là con dòng chính nha, con dòng chính. Còn thầy Pháp Hòa có phải con dòng chính đâu, nói thì chắc các vị cảm thấy tủi thân nha. Đệ tử của Hòa Thượng Thiện Tâm bên kia về làng thừa hưởng pháp, thừa hưởng sự giáo dục của sư ông, thừa hưởng cái công trình của chư tăng, mà tự thân một mình thầy thôi thì mang ánh sáng chánh pháp và cái phương pháp thiền chánh niệm thực tập hiến tặng cho rất nhiều nơi, từ châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ, thưa các vị, rất là rộng. Thậm chí bây giờ rất là nhiều đạo tràng từ Việt Nam, thưa các vị, nói tới thầy Pháp Hòa không ai xa lạ cả. Người ta đều ngưỡng mộ cái công trình và những cái bài pháp thầy dạy. Thậm chí cái chuyện mình kể cho các vị nghe về cái chuyện là treo hình Phật mà Đức Phật lắc đầu bỏ rằng chóng mặt quá đó, mình cũng ăn cắp của thầy Pháp Hòa chứ mình không biết chuyện đó đâu nghe. Nói như vậy thì các vị thấy rằng là đôi khi mình nên nhìn lại mình trong cái cách mình vận hành Phật Pháp. Đây là điều thứ nhất mình chia sẻ để cho quý thầy cô hãy nhận diện về cái con đường hành đạo. Nó đòi hỏi chúng ta, điều thứ nhất là mình luôn cập nhật, điều thứ hai mình luôn tiếp nhận rất nhiều thông tin, điều thứ ba đôi khi mình nên nhìn lại mình. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai, thưa đại chúng, là những cái tổ chức cư sĩ bây giờ họ rất là giỏi. Có khi họ cũng chưa cần đến học thiền chánh niệm. Thông ngang qua các vị thiền sư Miến Điện, thông ngang qua cái dòng tu Ajahn Chah, họ đã mang được chánh pháp đi vào dòng chính của xã hội. Có thể họ đi vô lĩnh vực giáo dục, giúp cho xã hội Hoa Kỳ, giúp cho rất nhiều nơi. Họ có thể nếm được hương vị của thiền chánh niệm. Và ai cũng biết, đối với người Tây Phương, thưa các vị, rằng là sư ông là ông tổ khai sáng dòng thiền chánh niệm nhé. Cái công trình hành đạo sư ông rất lớn, nó phủ trùm lên cái vùng Bắc Mỹ và châu Âu. Thế nhưng mà dường như với cộng đồng người Mỹ thì cái niềm tín kính, tôn trọng, bước vô công phu hành trì, họ một bề là nghe sư ông dạy thì họ đi vào sự hành trì rất ư là nghiêm túc. Thế nhưng mà dường như cái sự phát triển của tăng thân người Việt chúng ta dường như càng ngày nó càng teo tóp lại. Nó không có cái khả năng là phổ biến rộng. Không có khả năng là chúng ta ứng dụng vào đời sống chúng ta hành trì để có thể lây lan được cái năng lượng Phật Pháp đến với người chung quanh. Đúng nguyên tắc á. Thưa các vị rằng là chừng như người Việt chúng ta hơn ai hết phước điền rất lớn nghe. Phước hữu lậu rất lớn, tại vì đối với người Việt thì bố thí, cúng dường, cất già lam tự viện, đúc chuông, tạo tượng. Thưa các vị, không một công trình Phật sự nào chúng ta không làm cả. Điều thứ hai, với người Việt chúng ta, thưa các vị, phước điền hữu lậu về cái việc là các vị giúp đỡ người thân thì các vị thử nhìn vào những ngày cuối năm á. Quần cam các vị thấy người ta sắp hàng vậy, dích dắt qua về rồng rắn á. Gửi tiền ở Việt Nam, gửi cho người thân. Trong khi ở đây, có khi chúng ta không dám xài, mua hàng sale thôi. Nhưng mà vào dịp Tết, thưa các vị là không một người Việt nào trên đất nước Hoa Kỳ không gửi tiền về cho người thân bên kia. Mình thì xăng rẻ hơn vài mươi cent mà chúng ta tới nó đổ để tiết kiệm tiền.
Thế nhưng gửi cho người thân thì gửi bạc trăm bạc ngàn, chứ phải gửi vài ba đồng vài ba chục đâu. Thế cho nên về phước hữu lậu thì ta rất là đầy. Điều thứ hai, tôi sinh ra trong cái nôi của Phật Pháp. Trong quá khứ mình đã từng quy y, học với các vị thầy, học gần gũi nhất là học với sư ông, học với nhiều truyền thống nghe. Chẳng những truyền thống Bắc truyền, học luôn với truyền thống Nam truyền. Thế nhưng mà chừng như chúng ta rất là thờ ơ đối với công phu hành trì. Do vậy cho nên cái khả năng làm cho Phật Pháp thấm vào người thân không có đơn giản. Anh không tu, anh dạy người ta tu, anh bắt người ta tu, điều này rất là vô lý. Điều thứ hai nữa là bản thân mình, thưa các vị, cái nhân cách mình còn chưa biểu lộ được cái sự thấm nhuần Phật Pháp để làm cho mình có được chút hạnh phúc an bình. Mong sự hạnh phúc an bình đến với người dường như chuyện này vô cùng phi lý. Huống nữa là mình muốn Phật Pháp thấm vào con em mình, người thân của mình, xã hội này thì chuyện đó dường như không thể. Thế cho nên ở trên cái nền tảng phước điền là một, trong cái nôi Phật Pháp sinh ra ta là hai. Thế nhưng mà ta rất là thờ ơ đối với công trình thực tập. Do vậy cho nên thưa các vị, dường như là chúng ta không thể kế thừa được cái công trình kỳ vĩ của vị thầy đó là sư ông, đã đầu tư rất nhiều năng lực truyền đạt pháp thực tập chánh niệm cho người Mỹ, người Việt ở những cái vùng đất văn hóa Tây Phương này. Đây là cái điều thứ hai đôi khi chúng ta nên nhìn lại. Bằng không thì mình chết chìm trong nỗi tự hào mình là đệ tử sư ông, chết chìm trong nỗi tự hào có khi mình là giáo thọ, mình là tiếp hiện. Đây là cái điều đôi khi mình nên nhìn lại nhé, để hổ thẹn. Nói thì đụng chạm nhau, nhưng mà sự thật nó là vậy nghe. Tội nghiệp chứ. Một vị thầy đầu tư nguyên một đời sống, tạo thành một cái dòng chảy chánh niệm hiến tặng để cho người Tây Phương. Ngài không mong muốn rằng là người Tây Phương coi Ngài là vị thánh. Thế nhưng mà với người Mỹ coi ông cụ là vị thánh đó. Thế nhưng với chúng ta thì dường như chúng ta vẫn thờ ơ. Chúng ta thừa hưởng được cái dòng pháp từ vị thầy tuyệt vời nhất. Thế nhưng mà chúng ta rất là thờ ơ. Chúng ta chết chìm trong nỗi tự mãn, nghĩ rằng mình đệ tử là ngon lắm rồi. Dừng lại trong công phu thực tập. Cho nên không mang được cái quà tặng, tặng cho người thân của mình, đó là gần nhất. Xa hơn đó là thế hệ con em ta, xa hơn nữa là bè bạn ta, xa hơn nữa là nó có thể đi vào dòng chính của xã hội Mỹ. Đây là cái điều vô cùng thiệt thòi nhé. Đó là một vài gợi ý đầu tiên để cho các vị nhìn lại tự thân mình. Vấn đề thứ hai là thế này. Các vị có nghe chán chưa? Chán thì thôi chúng ta dừng, bằng không thì mất lòng nhau. Điều thứ hai, thưa đại chúng, rằng là một năm chúng ta chỉ có một khóa tu cho cộng đồng người Việt thôi nghe. Điều này nói không có trách cứ, nhưng mà rõ ràng rằng là dường như nhìn chung thì cái sức hút của Lộc Quyển và cái ý thức trách nhiệm của chúng ta đối với cái công trình hành đạo của sư ông, dường như chúng ta vẫn chưa đạt đến một cái mức độ đáp ứng được, trả ơn được vị thầy. Do vậy cho nên các vị nhìn là khóa tu người Việt dường như lèo xèo, chưa đầy cái thiền đường này. Một cái trung tâm tu của sư ông mở ra. Cái niềm ước mơ là cống hiến, xây cái nền tảng cho cộng đồng người Việt chúng ta. Và cộng đồng người Việt đã gầy dựng, đã làm cái chân đế để hình thành một cái trung tâm tu như thế này, chứ có phải đầu tiên đó là người Hoa Kỳ đâu. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, dường như chúng ta xây dựng thì được, nhưng mà chúng ta làm cho cái công trình này nó kéo dài, nó phát triển, dường như chúng ta không thể. Chúng ta trông mong người nào khác thôi. Còn bản thân chúng ta thấy như việc mình đã xong. Trong khi thưa các vị, xây một thành phố thì dễ, nhưng mà làm cho thành phố đó hưng thịnh, cư dân càng ngày càng đông, sự phát triển nó phồn vinh thì mới là việc đáng nói chứ. Làm một cái tu viện, làm một cái chùa nó không phải khó đâu nghe. Thưa các vị, có tiền làm được đó.
Thế nhưng mà làm cho cái chùa đó hữu ích đối với người đương thời, đối với người tương lai mới là việc đáng làm. Thế là các vị hình dung rằng là vào cái lúc sư ông còn khỏe mạnh, có mặt nơi đây trong những khóa tu thì dường như ta rất ư là hỷ lạc khi đến. Và các vị nghe những lời dạy sư ông thì thậm chí những lời dạy gần đấy nhất, khi về từ hiếu, các thầy làm một cái tháp đó. Các vị biết sư ông nói gì về cái tháp người ta sửa soạn để cất xương cốt sư ông không? Nếu các vị đã từng nghe những lời đầy trí tuệ này thì các vị sẽ nhận ra cái trách nhiệm mình còn rất lớn nghe. Sư ông nói rằng là trong tháp này không có thầy Nhất Hạnh, không có cái chi trong đây cả. Hãy nhìn đệ tử thầy Nhất Hạnh, đó là thầy Nhất Hạnh đang hiện thân đó. Sư ông là dòng chảy của đại chúng, sự có mặt của sư ông có mặt trong khắp các thầy cô trẻ nơi đây. Sự có mặt của sư ông có mặt trong những người Phật tử cư sĩ thực tập, chứ không phải có mặt trong cái chùa từ hiếu, có mặt trong cái tháp để gửi cốt, gửi xương. Thế thì thưa các vị, không vì lý do cái sự không thể quá bước đến Mỹ Châu của sư ông mà chúng ta lơ là đối với công trình duy trì cái sinh hoạt, làm cho nó hưng thịnh đối với công trình sư ông nó gầy dựng nha. Thế nhưng mình đối với người Việt dường như rất quan trọng ở chỗ là khi có thầy ta mới hướng về, ta mới tu tập. Không có thầy ta không vác sắc tới đây làm gì. Đây là phản bội. Đây là sự phản bội rất lớn của cộng đồng Phật tử chúng ta. Trong khi ông cụ dạy rõ ràng. Điều thứ ba liên hệ đến cái việc mình sắp nói ở đây đó là thưa các vị, kỳ thực rằng là một khóa tu, mình đợi chờ một năm mình đến đây thì nó không nghĩa lý gì cả. 5 ngày tu, 3 ngày tu hoặc 1 tháng tu thưa các vị, nó không thể làm cho đời sống các vị, sự tu tập các vị dâng lên được. Mà sự tu tập này các vị phải ứng dụng nó vào tự thân, trong đời sống gia đình, trong đời sống đi làm, trong đời sống tiếp xúc với xã hội. Và nếu mình làm được điều này, thưa đại chúng rằng cái năng lực tu của các vị được nuôi dưỡng, được dâng lên rất là giàu có. Các vị sẽ thấy việc cần làm, các vị sẽ thấy là mình có trách nhiệm với cái con đường thiền chánh niệm mà sư ông đã khơi mở trên cái vùng Bắc Mỹ. Tất nhiên là nói như thế không hàm nghĩa rằng là ta nếm được hương vị chánh pháp hành trì, ta mang được sự thực tập về nhà rồi thì ta không cần thiết đối với những cái công phu, những khóa tu. Mà nói như thế để các vị ý thức rằng là khi cái năng lực tu của các vị dâng lên, tự nhiên các vị cảm thấy rằng là ta có trách nhiệm với cái sự tồn tại của một dòng tu, cái sự phát triển một dòng tu. Ta ra công bồi đắp con đường của các vị tổ sư đã khai sáng để làm cái phước điền cho đương thời và tương lai nha. Thưa các vị rằng các em nó luôn bước theo chân của các vị. Không có một đứa con nào nó không nhìn ngắm bố nó, mẹ nó là vị thầy dẫn đường cho nó đi vào mọi lĩnh vực của đời sống cả. Cư xử của các vị, cách hành xử của các vị ra làm sao, bài học này nó thành ấn tượng nơi tâm thức các em ra làm vậy. Thế cho nên mình thấm nhuần được giáo lý của sư ông đã truyền đạt, đi vào công trình thực tập được. Thế thì thưa các vị, mình làm thành cái điều đầu tiên gần nhất, đó là để đền ơn cái bậc thầy đã khơi mở công trình này. Mình nuôi dưỡng cái dòng tu, thắp sáng dòng tu, làm hưng thịnh đến nơi chốn mà sư ông đã từng đặt chân giáo hóa, để làm thành cái chỗ nương tựa, không phải cho con em mình, mà còn nương tựa cho 10 phương thính chúng nha. Người ta nương về, ta đến với công trình tu tập. Đấy là điều thứ ba mình truyền đạt đến để cho các vị ý thức về điều này, để thấy rằng là cái trách nhiệm của chúng ta rất lớn đối với những điều sư ông đã gầy dựng và giao lại cho chúng ta. Điều thứ tư mình chia sẻ với các vị về những cấp độ của sự thực tập. Thưa đại chúng, là chúng ta có thể chia ra làm 2 cấp độ sự thực tập nhé. Cấp độ thứ nhất, đó là các vị có một cái quy định nhất định về thời khóa của sự tu tập. Ví dụ, mình chưa quen với điều này, mình đến với những cái công trình tu, những cái khóa tu mà quý thầy cô mở ra,
hoặc là sư ông mở ra. Thưa các vị, cái điều cần làm đầu tiên đó là các vị nên có một cái quy định về thời khóa nhất định của công phu thiền tập. Một ngày tối thiểu chúng ta phải dành cho chính mình hai thời công phu thiền tập. Tâm thức mình nó có một cái điều kỳ lạ là nó thích thả trôi, thích bồng bềnh, thích đi vào phiền não, thích hưởng thụ. Vì vậy cho nên nâng tâm thức mình lên để nó có thể tương ưng đến đối với công trình chánh niệm, thì thưa các vị, nó đòi hỏi các vị phải có một cái thời khóa cho chính mình rất là nghiêm túc. Quả mai mình mới có khả năng là tự khép mình vào một cái sinh hoạt thực tập rất là rõ ràng. Mình chưa thiết lập được một thời khóa và nghiêm túc cho chính mình thì thưa các vị, đời sống mình cứ nay vầy mai khác và cứ thả trôi bồng bềnh, thuận lợi thì tu, không thuận tiện thì không tu. Và cái thời khóa này thưa các vị, nó liên hệ đến nhiều mặt chứ không phải là riêng cái thời khóa thiết định cho các vị ở nhà nhé. Thời khóa này có thể thiết định cho một năm, là dù ta bận biểu mấy, thế nhưng mà mỗi năm vào khóa tu nhất định tổ chức cho người Việt, mình phải dành thời giờ nhất định về những trung tâm tu học ạ. Các vị tu không phải cho chính các vị mà còn là sự nuôi dưỡng cho thế hệ tương lai, là sự nuôi dưỡng để cho một số các thầy cô đệ tử sư ông cảm thấy một cái niềm cảm hứng, một cái niềm tin để đi vào con đường hành đạo. Các vị tu trong một khóa tu không có hàm nghĩa rằng là lợi ích cho đến ta, mà nó còn đến với thế hệ con cháu ta. Tự nhiên nó làm thành một cái nếp văn hóa cho chúng ta nhé. Mỗi năm vào ngày này nhất định chúng ta phải có tham dự một khóa tu của những trung tâm sư ông mở ra để nuôi dưỡng mình, để ôn lại những điều mình đã từng thực tập, để tiếp xúc với các thầy, ngần đó thôi đủ rồi. Hoặc để gặp những người bạn tu, ngần đó thôi hạnh phúc rồi nghe. Cho nên ngoài thời khóa chúng ta thiết lập cho chính mình, nên có một cái thời khóa trọn năm dành cho những khóa tu đặc biệt của tổ chức như Lộc Quyển, Mộc Lan hoặc Bích Nha mở ra. Đây là cái cách các vị làm cho ánh sáng chánh pháp của sư ông đã bỏ công sức một đời người gầy dựng để hiến tặng cho cộng đồng người Việt. Mình chưa thiết lập được điều này là mình phản bội, mình vô ơn với vị thầy nghe. Không biết mình nói như vậy nó có đụng chạm các vị không, nhưng mà đúng nó là như vậy á. Đúng là như vậy á. Hãy thấy mình rất có lỗi với vị thầy nghe. Thầy vẫn còn. Thế mà chúng ta rất là thờ ơ đối với công trình gầy dựng cũng cũ còn để lại. Thưa các vị, mình không định nói điều này tại vì nói ra có khi đụng chạm nhau. Nhưng mà khi ở bên Canada về rồi mình nhìn thấy mình rất là xót. Cho nên thay vì mình chia sẻ pháp hành trì thì mình nói một chút về điều này. Và cái chuyện ta đi vô, thưa các vị, là chúng ta có hai cấp độ thực tập. Cấp độ thứ nhất là các vị thiết định thời khóa chính các vị một ngày, một đêm. Thiết định thời khóa cho các vị một tháng và một năm nha. Mình chưa có một cái thời khóa biểu như thế này thì rõ ràng rằng chúng ta sống rất là thờ ơ, rất là bồng bềnh. Đây là nhìn ở cái chiều rộng để thưa với các vị về điều này. Thế rồi mình nhìn ở cái chiều hẹp trong cái sinh hoạt thực tập. Thưa các vị, với người còn chưa quen, với người còn bận biểu rất nhiều việc, với người cái niềm đam mê nó còn chưa dâng lên, thì chúng ta cho phép là thiết định một ngày có hai thời tu tập tối thiểu. Thế nhưng với người đã từng thực tập lâu năm, cái năng lực thực tập chánh niệm nó đã thấm vào đời sống mình rồi, thế thì với họ không có thời khóa. Không có thời khóa. Tại sao? Thưa các vị, lúc nào chẳng là lúc tu.
Khi các vị còn thở vào, thở ra là cái điều kiện đang có, đang đợi các vị. Hơi thở còn đây, đó là cái điều kiện để các vị tiếp xúc hơi thở, các vị tu từng ngày. Có khi mình đổ thừa rằng là tôi quá bận việc, tôi phải lo lắng, tôi phải chăm sóc người thân, tôi phải đi làm. Xin thưa rằng là lúc ta bận biểu, lúc ta chăm sóc người thân, lúc ta đi làm, lúc đó có khi nào mình quên thở không? Không hề. Tại vì anh chỉ có một thứ duy nhất là hơi thở. Anh quên thở thì anh không sống. Và khi ta có được cái niềm đam mê sự thực tập như vậy thì thưa các vị, không có chi trở ngại đối với người thực tập cả. Cho nên hơi thở nó trở thành đối tượng tu. Khi đã quen rồi thì cái việc tu nó không có thời khóa gì cả. Lúc nào cũng tu tập được. Thế nên mình dẫn ra một lời của Thiền sư Ajahn Chah. Ông bảo rằng là các bạn nghĩ rằng các bạn xả thiền ư? Không có chuyện xả thiền. Đối với người thực tập thực sự thì thay đổi tư thế thiền tập chứ không có chuyện xả thiền nhé. Tại vì thưa các vị, khi năng lực thực tập chánh niệm nó đã có, đã quen rồi thì ta duỗi chân ra, ta cũng đang chánh niệm lúc ta đang duỗi chân. Ta đứng dậy, ta đang chánh niệm nhận biết ta đang đứng dậy. Ta lại Phật, ta cũng đang chánh niệm biết mình đang lễ Phật. Ta bước ra khỏi thiền đường, ta cũng chánh niệm biết mình đang bước ra khỏi thiền đường. Thế rồi các vị đối chiếu với một câu kinh ở trong Tăng Chi Bộ. Các vị thấy rằng Đức Thế Tôn dạy cho những người thực tập chánh niệm rằng khi đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, đưa tay, kéo tay, nheo mắt, nhướng mày, nghiêng đầu, cúi ngẩng đều hoàn toàn nhận biết mọi động thái của thân, gọi rằng an trú trong thiền tập, an trú trong chánh niệm. Thế cho nên thưa các vị, chia làm hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất, đó là với người như chúng ta thì thực tập có thời khóa. Thế nhưng mà với người đã quen thực tập, đã từng đi vào sự hành trì, có một chút sự thuần thục rồi, thưa các vị, không có chuyện là thời khóa gì nữa cả. Tại vì lúc nào cũng là điều kiện anh thực tập cả. Anh đi, anh đứng, anh ngồi, anh nằm, anh nói, anh cười, anh làm mọi việc, anh luôn làm người quan sát anh. Thì thưa các vị, bây giờ được gọi là đang an trú trong chánh niệm, đang thực tập chánh niệm. Do vậy cho nên hai cấp độ này tùy vào cái sự thực tập của chúng ta còn ốm yếu, hoặc là thực tập đã có chút công phu sâu dày thì các vị tự mình chọn cái cách hành trì. Cái điều cần nói nơi đây nữa là thưa đại chúng, thực ra thì hai phương pháp này nó bổ túc cho nhau nghe. Nếu bình thường mà mình không có dành cái niềm đam mê để có thể xen kẽ giữa quãng trống của việc làm, quãng trống của sự bận biểu mà thực tập được. Ba hơi thở là thiền tập, ba bước chân là thiền tập. Nếu mình không làm được điều này, thì thưa các vị, một thời tọa thiền của các vị, một thời thiền hành của các vị, nó theo gió mây bay thôi. Tại sao? Một ngày mình lao sao, một ngày bận rộn, một ngày bất an, một ngày lo toan, một ngày phiền não. Thế rồi tối lại, hoặc hừng sáng, mình dành cho 30 phút thiền tọa hoặc 45 phút thiền tọa chẳng là sao cả. Tại vì thưa các vị, dư hưởng của một ngày bất an, một ngày tâm thức ngược xuôi đó, nó kéo tuột mất luôn 45 phút tọa thiền. Thế cho nên nếu không có sự thực tập xen kẽ vào đời sống, thế thì sẽ không có sự thực tập thành công lúc các vị tọa thiền, lúc các vị thiền hành, lúc các vị tụng kinh đâu. Cho nên hai điều này nó phải được kết hợp lại để nó làm thành cái công phu của các vị. Bằng không thì thưa đại chúng, nhiều lắm là chúng ta thả đời sống mình bồng bềnh cho vui giữa cuộc đời này, không có cách chi làm cho năng lực tu của mình nó dâng lên được. Điều thứ hai, mình chia sẻ điều này để các vị có thể đi vào từng bước một. Đó là mình chưa thể làm điều gì được cho mình nhiều hơn.
Cái điều cần làm, thưa các vị, ta chưa thể nâng đời sống ta lên cao, ta chưa thể làm đổi thay tâm thức của mình để có một cái quan niệm tri ân bậc thầy, làm thành tựu được cái phẩm chất tu tập chuyển hóa thực sự. Mình chưa đạt đến cái ngưỡng cửa yêu cầu như thế này. Tối thiểu, thưa các vị, là trong đời sống bình thường này, mình phải làm được một điều đơn giản, đó là chi? Đó là nên nhận diện rằng là ngần ấy năm đi ngang qua, ngần ấy năm học đạo, ngần ấy năm tu, dường như mình chưa có khả năng đổi thay gì nhiều. Hãy nhận diện về mình trước tiên, đây là điều cần làm nhất của người thực tập con đường tu tập. Khi mình nhìn lại mình mà thấy rằng là ác pháp vẫn còn đầy, lòng mình mỗi lần mà nó sinh khởi thì nó sinh khởi buồn, sinh khởi giận, sinh khởi bất an, sinh khởi lo âu. Đây là những loại cảm xúc rất là cạn mà chúng ta ai cũng có cả. Thế nhưng mà ta phân ra hai loại cảm xúc nha. Một loại cảm xúc là niềm vui, sự hỷ lạc, lòng bao dung, tràn ngập sự yêu thương, tràn ngập sự tha thứ với người. Thưa các vị, đây là một dạng tâm hành rất là tích cực, một dạng cảm xúc rất là tích cực. Mà cảm xúc càng tích cực nó có trong ta nhiều bao nhiêu, đây là cái điều, thưa các vị, nó tố cáo rằng là tâm thức ta nó có được cái sự cân bằng nhất định về thiện pháp và ác pháp trong tâm ta. Mình lặp lại, yêu cầu đầu tiên chưa nói gì về cái chuyện thành thánh nha. Các vị nhìn lại những cảm xúc của mình, thấy lòng mình nó còn ngổn ngang, còn bất an, đầy lo âu, đầy phiền muộn, đầy sự căm ghét, tức tối với người, đầy sự ganh tị với người. Tâm thức mình nó cứ tràn đầy những cái ý niệm rất là tiêu cực, nó nhận chìm đời mình. Thì các vị nhận diện về điều này để thấy rằng là chừng như năng lực tu ta rất ư là tệ, chưa dâng lên được. Nhận diện thứ hai, nhận diện rằng trong một ngày dường như là những cái phiền muộn rất ít, giận dữ cũng không có, sân si cũng không, nhìn người không hề phê bình phán xét. Nhìn người, thưa các vị, dù người đó đối với ta là kẻ thù, dù người đó đối với ta là người đã từng làm cho ta khốn đốn, bất an, hoặc là những kẻ lừa gạt, thế nhưng mà nhìn người bằng con mắt cảm thông, độ lượng, tha thứ, và nhìn người luôn nhìn được cái đẹp của người, cái tốt của người, cái lành của người. Thì các vị nhận diện rằng là trên cái tiến trình tu, dường như mình đã có đổi thay ít nhiều. Dường như là tâm của mình nó đã làm cho đời sống mình hạnh phúc nhiều hơn là bất hạnh. Thưa các vị, trong truyền thống thiền tập của dòng thiền Vipassana, các vị biết rằng là có thể một khóa tu 10 ngày, 15 ngày hoặc 7 ngày. Thế nhưng mà cái ngày cuối của những khóa tu thì họ thường làm một việc, đó là rải tâm từ nghe. Đi vào phương pháp thiền tập rải tâm từ. Thưa các vị, cái điều này nó không phải là cái sự chế tác chi của dòng thiền ngài Goenka bày ra cả. Mình xin nói thêm một vài điều về dòng thiền này. Các vị biết rằng là một vị thiền sư cư sĩ đen thùi lùi, tướng mạo không có phương phi đẹp đẽ gì cả. Cái người Miến Điện nói tiếng Anh thì thưa các vị rất là nặng, rất là khó nghe, chứ không phải là nó trơn tru, đầy sức hút đối với người Tây Phương. Thế nhưng mà cái dòng tu của một cư sĩ này có khoảng vài trăm trung tâm trên khắp những cái viện đại lục, Mỹ Châu, Âu Châu, Phi Châu, Á Châu, nơi nào cũng có cả. Cái sự thành công của ông, thưa các vị, đó là ông có thể đưa cái dòng thiền này vô dòng chính của xã hội nghe. Tức là vượt ngoài biên giới tôn giáo, đó là Phật giáo. Vượt ngoài biên giới là Phật giáo, cho nên có thể người Hồi giáo, người Kitô giáo, người Tin Lành giáo, Do Thái giáo, chính thống giáo của Anh cũng có mặt, hoặc người không tôn giáo cũng có mặt, hoặc người có một cái loại tôn giáo đặc thù của Mỹ là tôn giáo thờ đô la cũng có mặt trong dòng tu nghe. Rồi cái chuyện mình đang nói là thế này, thưa các vị, cái đặc thù của dòng tu này á,
Không có một vị thầy nào để làm giáo thọ hướng dẫn cả, chỉ là những giáo thọ cư sĩ thôi. Thế nhưng mà cái công phu tu họ có thể đưa vào dòng chính của xã hội Hoa Kỳ, có thể làm thành sự phát triển rất là đều đặn. Điều thứ ba mình muốn nói đó là mình vừa thưa các vị rằng là trong các khóa tu, ông thường dành cho một ngày cuối là rải tâm từ để nhường thấm đại địa. Phương pháp rải tâm từ này trong truyền thống kinh văn Phật dạy đã có. Thế nhưng mình gợi ra một điều thế này, những lời nguyện thôi. Con xin cầu cho con được an lạc, cầu cho con được hạnh phúc, cầu cho con được khỏe mạnh, cầu cho con được sống dài, cầu cho con được trẻ đẹp. Có quyền cầu như vậy. Thế rồi cầu cho mình xong rồi hướng tâm, cầu cho con của con nè được khỏe mạnh nè, được xinh đẹp nè, được thông tuệ nè, được sống dai nè, cầu cho chồng con nè, cầu cho bố con, cầu cho mẹ con, cầu cho kẻ thù của con, cầu cho đất đai, cây cỏ, thú cầm. Đều lặp lại y những câu như vậy. Mình nghe thưa các vị là rất là nhàm nhé. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng trong kinh văn của Phật dạy, những cái từ như vậy được lặp lại rất là cẩn trọng. Thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Thở vào một hơi dài, tôi biết tôi thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, tôi biết rằng tôi thở ra một hơi dài. Để làm gì? Để làm gì? Thưa các vị, bằng một tâm thức rất thô chúng ta nghĩ rằng là đâu cần phải lặp lại. Nhưng mà thưa, cứ mỗi một lần các vị lặp lại bằng ý niệm của các vị thì nó làm thành cái sự chi? Làm thành một loại năng lượng dắt dẫn ý thức của mình, định hướng cho tâm thức của mình. Do vậy cho nên con cầu cho con được an lạc, cầu cho con được khỏe mạnh, cầu cho con được sống dai, cầu cho con được thông tuệ. Thưa các vị, điều này nó làm cho từng tế bào bên trong các vị nó dậy lên, nó đầy cái sức mạnh để có thể giúp cho các vị khỏe mạnh, loại trừ tật bệnh, được sống dai, được thông tuệ, vân vân. Điều này nó là loại tự nhiên nha. Tại ý thức của mình nó rất là quan trọng. Khi các vị dùng năng lực ý thức của các vị, tức là cái sự nhận biết của các vị nhìn hơi thở đi vào đi ra, thì các vị làm cho hơi thở của các vị có phẩm chất. Các vị dùng năng lực tâm nhận biết của các vị, nhận biết toàn thân, thì các vị làm cho thân các vị nó sinh động. Từng tế bào của các vị nó được cái năng lượng ý thức tưới tẩm, cho nên nó khỏe mạnh, nó vươn ngang qua những tật bệnh, làm dậy lên men sinh động của một đời sống. Thế rồi các vị dùng lời nói được dắt dẫn mà ý thức nói từng câu như vậy. Thưa đại chúng rằng cái năng lượng nó rất là mạnh, tại vì ý thức ta nó không phải vô hình, nó là sống năng lượng, nó truyền đạt đến người nghe. Do vậy cho nên tôi cầu cho bố con được hạnh phúc, bố con được an lạc, bố con được khỏe mạnh, bố con được sống dai. Tự nhiên thưa các vị là cái năng lượng rải tâm từ này nó đến với người thân ta. Và không một truyền thống nào không dùng điều này cả. Kitô, Hồi giáo, Phật giáo đều có. Niệm Phật, hồi hướng, cầu an, cầu siêu là một loại rải tâm từ chứ không có gì khó hiểu. Thế rồi cái điều vô cùng quan trọng đối với điều này nữa là thế này. Khi ta hướng tâm mình về người thân, cầu cho họ an lạc, cầu cho họ khỏe mạnh, cầu cho họ sống dai, thì cái điều gì xảy ra nơi ta? Điều gì xảy ra nơi chính ta? Thưa các vị, điều xảy ra đầu tiên là tự thân ta có điều đó. Anh cầu cho người khỏe mạnh hay không thì chưa biết, nhưng mà anh khỏe mạnh rồi đó. Anh rải năng lượng yêu thương đến với người, năng lượng yêu thương ấy chạm đến trái tim của người, chuyện đó mình chưa cần tính. Thế nhưng mà cái chuyện nói nơi đây đó là khi anh rải năng lượng yêu thương đến với người thì tự thân anh sung mãn năng lượng yêu thương nghe. Thế cho nên thưa các vị rằng là cái điều cạn nhất ta chưa thể làm gì được nhiều hơn để tiến bộ trên con đường thực tập chánh niệm, thì cái điều rất cần đó là mình nên nhận xét tâm hành của mình để thấy rằng là nếu lòng mình nó còn tràn đầy những cái xúc cảm tiêu cực thì biết mình đang lâm vào tình trạng khó khăn. Và khi xúc cảm tiêu cực nó còn đầy, lòng thị phi còn đầy, nhìn người phê bình phán xét dở hay,
Nhìn người căm thù ghét vơ thì các vị tự làm cho tâm thức mình nó tràn đầy những cái chất rất ư là tiêu cực như vậy. Ghét người chứ là người chết mà làm cho mình chết. Phê bình người chưa làm cho người xấu mà mình đã xấu trước. Thù hận người chưa làm người ta khốn khổ mà mình khốn khổ trước nghe. Cho nên điều đầu tiên chưa làm gì được nhiều, hãy nhận diện về tâm hành của mình để có thể biết rằng là mình tự dập dùi đời sống mình, nhận chìm đời sống mình, phá hoại đời sống mình, hủy diệt đời sống mình. Đây là bước cạn nhất nên nhận diện để có thể khởi phát năng lượng lành đi vào con đường thực tập. Đó là thực tập rải tâm từ. Mỗi lần mình nhìn tâm mình, nó có những cái loại hạt giống đầy phiền não vậy, thì các vị biết rằng cái việc cần làm là ngồi lại, nhận xét về mình để tu. Đây là bước căn bản nhất, chưa thể làm gì được nhiều hơn. Hãy nhận diện về chính mình. Bước thứ hai, thưa các vị, là khi đã thuần thục ít nhiều, đã có được cái năng lực thực tập ít nhiều, càng ngày mình càng nhận diện rằng là lòng mình càng ngày càng rỗng, càng nhẹ, càng thênh thang. Tâm thức mình dường như những cái chuyện thị phi vớ vẩn nó không dính được. Cái chuyện phê bình phải quấy thị phi của người dường như là nó tắt liệm mà nào không hay. Tự nhiên là thiên hạ nói trắng nói đen về người mình chẳng thích nghe đâu. Và cái điều này, thưa đại chúng, rằng là nếu người ta có một cái chút công phu tu, người ta đều đạt đến cái nhận biết như thế này nghe. Thưa các vị, cuộc đời mình nó không đủ dài đâu. Lay quay mất 10 năm là 10 năm như một cái tróc tay thôi chứ không có nhiều hơn đâu. Các vị có biết rằng là mình ở Mỹ từ 2002 tới năm nay 19, 17 năm đi ngang qua. Mình tưởng chừng như một tróc tay vậy. Mình nhớ rằng là mới an cư kiết hạ vừa rồi, mới vừa giải chế an cư. Lay quay là sắp vào tháng 9 bắt đầu kiết hạ an cư. Xong ra thì một cái Tết nó liền đến, là một tuổi nó chồng vào đời sống mình và nó đi ngang qua nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là đời người rất nhanh, nó biến mất và hư vô rất là dễ. Do vậy cho nên khi có một chút công phu thiền tập rồi, người ta cảm thấy là cuộc đời này nó không cho phép người ta trùng trình, không cho phép người ta đầu tư năng lượng đời sống của họ cho một việc là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là phiền muộn, là lo lắng, là nghĩ suy, là tất bật ngược xuôi chuyện nhân thế. Thưa các vị, là chuyện nhân thế cho tới hôm nay, nếu ta sống ở trong đời thì các vị hình dung rằng là niềm vui nào các vị cũng đi ngang qua, nỗi buồn nào các vị cũng từng nếm, lo âu phiền não bất an nào các vị cũng từng trải nghiệm nghe. Không có gì khác hơn nữa để mình đợi chờ nó xảy ra cả. Ví như nó còn có một cái gì thật sự nữa khác biệt với đời sống mình đã trải ngang qua thì cũng nên đợi chờ. Thế nhưng mà dường như những chuyện ấy không còn. Tất cả điều gì xảy ra thì xảy ra. Và những điều chưa xảy ra thì duy nhất còn là một điều thôi. Điều gì? Cái chết nó sẽ xảy ra thôi. Thế thì thưa đại chúng, là chúng ta kéo lê đời sống của mình từng ngày để đợi chờ giây phút cuối thôi nghe. Tại vì không còn gì xảy ra nữa cả. Ngần đó việc nó quay đi quay lại thôi. Ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng ngủ, ngày nào cũng ngần đó dục lạc, ngày nào cũng xách xe đi shopping, ngày nào cũng đi làm kiếm chút tiền. Và nếu đời sống và hạnh phúc con người chỉ làm ra tiền, xài tiền thì dường như nó rất là phù phiếm. Đời sống con người để đợi chờ có chút niềm vui để được người ta khen ngợi rồi nó chìm vào hư vô cũng phù phiếm. Đời sống đợi chờ một chút dục lạc để rồi dục lạc nó đi ngang qua lại đợi chờ nó đến nữa dường như cũng phù phiếm nghe. Hóa ra đời sống ta chẳng qua chỉ là một việc kéo dài mạng sống này từng ngày để đợi chờ cho cái chết nó đến, nó dắt mình đi. Thế thì nó rất là phí phạm. Do vậy cho nên thấy được đạo, biết được phương pháp hành trì thì người ta không có phí đời mình trong cái chuyện là lo vớ va vớ vẩn về chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện cái ăn, chuyện cái mặc. Tại vì nó như vậy à, đời sống nó bồng bềnh như vậy à, nó không gì hơn nữa. Và người đạt đến một cái thấy như thế này do ít nhiều công phu thực tập thì thưa các vị, họ không có rảnh đâu
mà đầu tư trọn vẹn đời sống họ cho cái chuyện là vớ va vớ vẩn, chạy theo những cảm xúc buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Tại vì dù cho anh có đầu tư hết năng lực của anh thì những cảm xúc vui nó dâng lên đến độ đó rồi nó xuống. Dù anh có chán cái nỗi buồn, ghét cái cơn giận đến đâu đi nữa thì nó lên rồi nó cũng xuống rồi ra đi thôi. Tại vì mọi cảm xúc giữa cuộc đời này, thưa các vị, nó là như vậy. Bản chất của nó là không chắc chắn. Nó đến rồi nó đi ngang qua đi biến mất. Bản chất của hạnh phúc nó không chắc chắn nghe. Nó cũng đến rồi nó đi. Bản chất của buồn, của vui, của hờn, của giận thì nó cũng như vậy. Nó không có bao giờ là ở yên với các vị, dù các vị muốn không được. Thế cho nên có được một cái trình độ thực tập nhất định như thế nào đó, người ta nhận ra điều này, ta mỉm cười nhận diện rằng là ta không còn nhiều thời giờ phí phạm trong cái chuyện rượt đuổi lời khen tiếng chê, rượt đuổi những cái phù phiếm của buồn, của vui, của hờn, của giận, rượt đuổi cái chuyện là người ta phê bình phải quấy thị phi, cao và thấp, dở và hay. Dường như chuyện đó, thưa các vị, với người thấy được đạo rồi họ coi rất nhẹ. Dĩ nhiên sống cuộc đời những điều này rất cần, nhưng mà với người thấy đạo thì thưa các vị, họ coi nó là việc bình thường. Tại vì chưa có gì chắc chắn như cuộc đời này cả. Cho nên họ đẩy tâm thức họ đạt đến một cái chiều cao hơn. Đó là cái chiều chi? An trú ngay pháp thực tập nha. Và thưa các vị, khi tâm thức họ vươn đến cái chiều cao này thì họ thấy rằng nó việc cần làm. Giữa cuộc đời này không có gì quý bằng an trú ngay nơi pháp để thực tập cả. Và cái điều kỳ lạ là thế này, ta không mong muốn an lạc hạnh phúc, ta không mong muốn sự bình an, ta không mong muốn sự vững chãi, ta không cần cầu khẩn cái điều gì xảy ra với ta. Ta chỉ cần là đem tất cả nhiệt tình của mình đầu tư vô một việc, an trú ngay nơi cái năng lực chánh niệm được khơi mở thực tập thôi. Thì các vị thấy là cái điều nó tự đến với các vị như một món quà, không cần bỏ tiền ra mà nó tự đến. Đó là sự an lạc, đó là niềm hạnh phúc, đó là sự yên bình, đó là sự vững vàng, đó là sự hiên ngang, không sợ sầu khổ bất an, không sợ lo âu phiền não, không sợ sầu muộn, không sợ bất hạnh, không sợ bất trắc của cuộc đời, không sợ khổ đau nghe. Thưa các vị, ai cũng biết rằng là cái con đường thực tập đó là các vị an trú ngay nơi chánh niệm. Đầu tiên là nhận biết hơi thở vào ra. Khi ta đã có khả năng thực tập được điều này thì ta bước một bước rất tự nhiên, đó là ta sẽ bước được cái bước là thấy được những buồn, những vui đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi, đang diễu hành trước mắt ta. Nguyên tắc là như vậy, không thể khác được. Tại sao? Hơi thở vốn vô hình, các vị không thấy nó. Rồi buồn vui của các vị, lo âu phiền muộn của các vị, nó cũng vô hình như hơi thở. Thế nhưng mà tinh tế hơn, khó nhận diện hơn. Thế nhưng mà khi ta nhận diện được hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra bằng năng lực thực tập chánh niệm, thì ta làm được một việc rất là đơn giản, đó là khi buồn đến ta mỉm cười nhận diện đây là cái buồn của tôi, nó đang sinh ra trong tôi. Đây là cái giận của tôi, nó đang sinh ra trong tôi. Đây là cái nỗi niềm lo âu phiền muộn, nó đang sinh ra trong tôi. Đây là những ý nghĩ thì thầm, nó đang nguyên thuyên như phố chợ, nó đang vận hành trước mắt tôi. Lúc bây giờ tôi là người quan sát nó như tôi đã từng quan sát hơi thở vào ra. Thế thì thưa đại chúng, là cái năng lực thực tập của các vị nó làm thành một món quà tặng tuyệt vời, đó là làm thành cái sự vững chãi, thảnh thơi, an bình, tỉnh tại, để các vị có thể sống giữa cuộc đời này không bị buồn, bị vui, bị hờn, bị giận, bị lo lắng bất an chi. Nhận chìm các vị được cả, hiên ngang và sừng sững như Hy Mã Lạp Sơn. Đây là món quà rất là tự nhiên nó đến với ta khi ta có niềm tin với pháp hành trì và đi vô sự thực tập. Và cái điều cuối cùng, thưa đại chúng, rằng là bước đầu tiên mình cảm tưởng dường như là cái sự thực tập của mình nó không đạt đến cái mức độ là hợp nhất
mình và Phật là một, mình là thể niết bàn, mình chứng nghiệm được trạng thái vô sinh. Tại vì mình luôn là người quan sát những cái phiền não đang sinh đang diệt, mình luôn là người quan sát những xúc cảm, mình luôn là người quan sát những ý niệm này nó đang thầm thì cuồn cuộn chảy ngang. Nhưng thưa không, thưa các vị, là có một người, người ta hỏi thiền sư A Chan Cha rằng là: thưa thầy, con cần sử dụng cái năng lực tri thức của con để có thể quan sát phiền não, để có thể tư duy về những nỗi niềm đang sinh đang diệt trong con không? Và con dùng kiến thức của con, sự suy nghĩ của con, có phải là thiền chánh niệm không? Có phải là thiền Vipassana không? Ngài trả lời một cách rất là tuyệt vời. Ngài nói rằng là: này anh, kiến thức của anh đó, nó không có phải là cái điều gì trở ngại đối với cái sự thực tập thiền Vipassana cả. Anh có thể dùng nó để có thể nghĩ suy, phân biệt, đối chiếu, nhất là quan sát những phiền não đang sinh đang diệt trong anh. Anh có thể dùng nó để quan sát những buồn, những vui, quan sát những ý nghĩ thầm thì. Nhưng mà khi anh đạt đến sự thực tập thuần thục rồi, thì anh thấy là tâm anh nó không phải là những ý thức đang sinh đang diệt. Anh sẽ nhận thấy rằng cái tâm vô nhiễm của anh đó, trạng thái tâm bất động đó, nó không phải là kiến thức. Nó vượt cao hơn cái tầng kiến thức, nó bao trùm hơn những kiến thức có mặt của anh, nó bao trùm hơn những cái suy nghĩ của anh. Anh sẽ cảm nhận được rằng là bản chất tâm của anh nó vô nhiễm, không cấu quế, không bất an, không dao động. Bản chất tâm của anh đó là bản chất Phật, bản chất của thể niết bàn. Không biết mình nói như thế nó có dễ hiểu không? Xin hãy hiểu thế này. Đầu tiên thưa các vị, ta thực tập thiền chánh niệm thì có cái đối tượng để các vị gắn vô để phát khởi năng lực chánh niệm. Ví dụ như đối tượng đó là hơi thở, chánh niệm đó là sự nhận biết hơi thở. Giống như có hai phần, chánh niệm luôn là chánh niệm về một cái gì, luôn có đối tượng để chánh niệm. Thế rồi bước một bước tinh tế hơn là khi có cái buồn cái vui thì cái buồn vui là đối tượng chánh niệm, ta là người nhận biết buồn vui, thì nó luôn có hai phần như thế này. Thế nhưng mà khi chúng ta đi vào sự thực tập càng ngày càng thuần thục thì cái đối tượng là buồn vui tự nó triệt tiêu, và cái chủ thể quan sát buồn vui tự nó cũng bị xóa nhòa biến mất, nên chỉ còn lại một cái trạng thái tâm siêu việt lên trên cả đối tượng và chủ thể. Nó bao trùm luôn cái kiến thức của các vị, bao trùm luôn những cái đối tượng bị quan sát của các vị. Lúc bây giờ cái ấy được gọi là thể niết bàn, được gọi là Đức A Di Đà nếu chúng ta tu theo truyền thống Tịnh Tông, được gọi là bản chất vô ngã của tự tâm. Nhà thiền thì gọi nó là bản lai diện mục, kinh văn gọi nó là chân tâm thường trụ. Tức là nó có tên 1000 tên khác biệt, nhưng cái việc quan trọng là khi đi vô sự hành trì ban đầu, các vị nhận diện hơi thở vào ra cho được, hoặc các vị nhận diện được là thân này nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm, nó lai động, tai này nó co ra duỗi vào, đầu này nó có nghiêng qua nghiêng về, mắt này nó có chớp, có nó có nhìn, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái động dụng từ hơi thở cho tới thân hoàn toàn bị cái năng lực tâm đang soi sáng đó, đang nhận biết đó, đang nhìn thấy nó. Rồi khi các vị đi vô sự thực tập như vậy được, thì các vị sẽ làm được một điều là quan sát buồn, vui, hờn, giận. Và khi quan sát được thì buồn, vui, hờn, giận nó trở thành khói mây bốc hơi bay mất. Tự nhiên nó biến mất, không cần loại trừ, không cần trấn ngự. Và khi các vị bước đến một ngưỡng cửa như thế này, rồi các vị thấy rằng mọi vọng thức của các vị hay là mọi cái ý nghĩ thầm thì trong đây, nó sinh nó diệt là chuyện của nó, mà ta luôn là người quan sát nó. Và đến một lúc cái năng lực tâm quan sát ấy, thưa các vị, nó cũng không cần sinh khởi, không cần các vị mời gọi, mà nó tự hiển hiện, nó tự có mặt, nó tự chiếu sáng, không một phút giây nào không có. Lúc bây giờ trong cái từ chúng ta dùng đó là năng lực chánh niệm, nó đã phủ trùm đời sống, không có một tróc tai nào không có chánh niệm cả.
anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ngồi, anh nằm, vân vân. Không lúc nào năng lượng chánh niệm nó rời khỏi thân tâm anh. Lúc bây giờ nhìn ở mức độ cạn, sự thành đạt ấy nó tặng cho anh một món quà là cuộc đời anh không còn bị buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn gì dắt dẫn cả. Dù cho cuộc đời này nó có ngàn vạn bất trắc. Thưa các vị, cuộc đời này nó chưa hề là thỏa thuận với các vị, nhường bước với các vị nghe. Những bất trắc nó không phải đợi ngoài cửa để nó xâm nhập vào nhà ta. Bất trắc nó ở trong đây nữa. Có khi đang ngồi bình thường, thế nhưng mà đâu biết rằng là đã có một hạt mầm ung thư trong đây. Có khi một cơn đau đầu thôi, phát giác ra rằng là ta có một cái bướu não. Có khi ăn không được, đưa vô bệnh viện, phát giác rằng là gan ta bị ung thư. Cho nên những bất trắc chưa hề lùi bước với bất cứ một ai. Dù ông thầy tu, tu 50 năm, 70 năm là chuyện của anh, nhưng mà không thể đẩy lùi được những bất trắc, đẩy lùi được những cái vô thường, đẩy lùi được cái chết. Thế cho nên thưa các vị, khi đạt đến sự thực tập vững vàng như vậy, luôn an trú trong chánh niệm hành trì như vậy, thì cái chuyện bất trắc bên ngoài, chuyện bất trắc bên trong của tự thân, và cái chuyện bất thường xảy ra của buồn, của vui, của hờn, của giận, cái tâm thức các vị, nó có thể trùng trùng điệp điệp sinh ra, nhưng mà các vị luôn an trú trong cái con người quan sát thì mọi thứ đều bị triệt tiêu. Mọi thứ bất trắc giữa đời bị triệt tiêu, mọi bất trắc của đời sống vật lý thân các vị cũng không còn giá trị chi đối với các vị nữa. Mọi buồn vui của cảm xúc cũng không có cách chi làm lay động tâm thức các vị. Đó là cái sự thành đạt cuối cùng của món quà chánh niệm. Nếu chúng ta đi vô cái công phu thực tập nhé. Điều cuối cùng nơi đây. Thưa đại chúng, là mình đọc, mình thấy cái bài thơ của thầy Tội Khanh rất hay, mình đọc cho các vị nghe để được kết thúc. Thầy Tội Khanh, thưa các vị, là nếu các vị vào Google, các vị tìm, đó là thầy có nhiều bài pháp rất hay. Thầy có một tập thơ vậy: Khi nhà sư sang sông. Nhiều bài thơ hay lắm. Mình đọc gặp cái bài này: Từng bữa ngang qua mấy chuyến tàu, chở những nỗi đời đến tận đâu. Tàu rồi về bến, người rớt lại, lại những sân ga, lại ngóng tàu. Thưa các vị, là cái hiện tượng này chúng ta nhìn ra bên ngoài thì nó là điều làm cho lòng mình ảo não nghe. Từng ngày đi qua những chuyến tàu, nó ngang qua những sân ga, nó chở trên đó những con người. Và những con người này đầy những nỗi niềm, chẳng biết nó đi về đâu. Nó không hàm nghĩa rằng là đi về tỉnh này, tỉnh kia, tiểu bang này, tiểu bang nọ, thành phố này, thành phố nọ, mà chở những nỗi niềm này, không biết đi về nỗi hạnh phúc, đắng cay hay là sầu khổ bất an, ta không biết đâu. Và những chuyến tàu thì nó đi qua, thế nhưng mà có những con người không đi trên những chuyến tàu ấy, còn rớt lại thì lại đứng ở sân ga, rồi lại ngóng những con tàu đi tới để chở mình đi. Và quay về đời sống chúng ta thì thưa các vị, dường như chúng ta chứng kiến điều này từng ngày. Chúng ta đứng ở sân ga, nhìn những nỗi niềm của con người, chìm ngập trong phiền não bất an. Mình nghĩ rất là tội nghiệp cho thiên hạ. Thế nhưng mà chúng ta cũng vậy. Có những ngày lòng rất trống vắng. Mình đợi cái gì đến cho mình. Đợi cái buồn, đợi cái vui. Thậm chí không có buồn vui thì mình cũng tìm cách để cho lòng mình có được buồn vui nghe. Lòng mình nó trống trải quá. Cho nên mình rất cần một cái gì đó để lấp đầy. Cần ai nói một lời, cần một cuộc điện thoại của người. Và nếu không có chuyện gì hết, thì mình cũng cần mở tủ lạnh ra để kiếm một chút thức ăn để nó lấp trống nỗi cô đơn. Cho nên từng chuyến tàu đi ngang qua, và người lên tàu thì họ đi theo những nỗi niềm của họ. Người không lên tàu thì đang chờ đợi những nỗi niềm. Đoạn thứ hai, những mảnh đời trôi từ tứ xứ, một ngày gặp gỡ ở sân ga, ở một trạm nào tôi ghé lại, người tiếp tục về những bến xa. Thưa các vị, là chúng ta đều là những con người có một mảnh đời rất khác biệt. Khác nhau từ tuổi tác, khác nhau từ giới tính, khác nhau về văn hóa, khác nhau về nghiệp thức, khác nhau về tập khí nghe.
tập khí buồn, tập khí vui, tập khí có tu, tập khí không tu, vân vân. Thưa các vị, chúng ta rất là khác nhau để gặp ở một sân ga thế này. Thế rồi, các vị sẽ xuống một bến tàu nào đó, ghé lại một sân ga nào đó vào một chiều nào đó, ta không biết. Thế rồi người còn lại là tiếp tục về những bến xa. Cái điều này nó hàm nhiều nghĩa lắm. Các vị rồi tiếp tục đi theo con đường vô định của các vị. Con đường đó là con đường buồn, giận, ghét, thương. Con đường đó là con đường sinh tử đổi chiều trong ba cõi. Ta là người chưa đi vô, chưa mất đời sống mình trong vô thường, nhưng mà rồi ta cũng đợi những chuyến tàu như vậy dắt dẫn ta về những cái miền đất rất là xa lạ. Có khi, thưa các vị, gặp ở sân ga thế này, trong một nơi thế này, mỗi người theo nghiệp của mình ra đi. Rồi có khi các vị mất hút về cõi thiên đường, có những người mất hút về những nơi chốn khác, như là sanh về những cảnh giới nào ai mà biết. Rồi người ở lại thì thưa các vị, lóng ngóng đợi chờ một chuyến đi dắt dẫn mình đi nữa. Chúng ta đều trôi dạt như nhau, đều ra đi như nhau, đều lên những chuyến tàu tử sinh như nhau, đều ngóng đợi con tàu đến như nhau. Đoạn thứ ba, kẻ đến người đi, không hò hẹn như lục bình qua những bến sông, bỗng nhớ người xưa mà thấy thẹn, quên về có phải phụ nhau không? Thưa các vị, chúng ta đến và đi không hò hẹn gì cả, đều có mặt tạm trên trần gian này, lao sao một chút ra đi nghe. Rồi chúng ta có mặt nơi đây không hò hẹn gì đâu nghe. Dường như là, thưa các vị, một dịp tình cờ nào đó mình đã gieo chủng nhân lành trong quá khứ, cho nên mình cùng là học trò sư ông, là đệ tử sư ông, cũng không hò hẹn. Rồi ra đi không hò hẹn và cứ thả bồng bềnh như những dàn lục bình trôi trên bến sông thôi. Thế rồi chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, nhìn lại người xưa mà thấy thẹn. Người xưa là ai? Các bậc thầy khơi mở cho ta con đường tu tập, các bậc thánh có mặt giữa trần đời này giảng dạy Phật pháp để chúng ta nương về, chúng ta tu tập để chúng ta tìm về con đường không còn trôi nổi, không còn tử sinh, không còn nhận chìm mình trong buồn vui hờn giận, mà dường như là lời Ngài như mũi kêu sa mạc vo ve, lời Ngài biến mất và hư vô. Gần nhất là lời sư ông có khi chưa khuất núi, nhưng mà hôm nay chúng ta quên mất rồi. Câu cuối là quên về có phải phụ nhau không? Quên về đầu tiên là quên về những nơi chốn sư ông gầy dựng tặng lại cho ta. Phụ nhau không? Phủ rồi nhé, đau lòng đi là vừa. Quên về, thưa các vị, sâu xa hơn, thọ hình hài không đơn giản đâu nghe. Các vị có khi mất cả hàng triệu kiếp trong cõi luân hồi, mong rằng gặp Phật pháp, mong rằng thấy được đường tu, mong rằng mở được cánh cửa tâm để đón nhận chánh pháp của Phật, thắp sáng đời mình để đi về, dường như không phải đơn giản. Có khi 1000 kiếp trong cõi tử sinh mình mới có cơ hội. Ấy vậy mà lời gọi của Phật, lời gọi của Tổ, lời gọi của Thầy, thưa các vị, dường như mình quên mất. Các vị nhớ rằng mấy bài thơ sư ông rất dài đó, là bài gì? Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai, Thầy đi tìm con. Thưa các vị, đọc từng lời để thấy là từng giọt máu cũng nhỏ vào những dòng chữ để cống hiến chúng ta đó chứ, mà chúng ta vẫn cứ quên về. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi các vị ý thức về điều này, các vị nên làm một cuộc khởi hành. Và thưa đại chúng rằng là khởi hành trong một ngày tu, trong một khóa tu, chỉ là việc làm ấm lại, làm khơi lại, nuôi dưỡng lại. Chuyện khởi hành này nó phải có mặt trong các vị từng phút giây, từng hơi thở. Mình chưa làm được điều này là mình đang còn cô phụ mình, cô phụ Thầy, cô phụ Tổ, cô phụ Đức Như Lai nha. Quên về có phải phụ nhau không? Quá 5 phút. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.